chào cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành trên kênh Hoàng Toàn TV của mình nha. Hôm nay mình tiếp tục đến ngôi chùa Chầu Vít Thơ Mây, còn được gọi là chùa Chầu Vít Thơ Mây thuộc ấp Xây Đá, xã Hội Đặc Kiện đường Châu Thanh, tỉnh Sóc Trăng. Thì đàn trong cộng đoạn lên vài dàn được khoảng 90% rồi, rất là đẹp nha quý vị. Thì chùa Chầu Vít Thơ Mây thì có biểu tượng là thỏ ngọc nha quý vị. Thỏ ngọc hả? Thỏ ngọc. Đây là những nét vẽ dân có nét cũng giống với cây chùa bốn mặt đó chứ gì. Đây là toàn cảnh cái kim ngọc và mời các chú anh chị mình cùng theo dõi và chiêm ngưỡng cái nét đẹp về những cái nét văn hóa co của đồng bào dân tộc Khmer nhé nè. Được là chùa Chầu Vít mới không nhỉ? Thì chùa Chầu Vít cũ thì thuộc xã Tường Va, cũng đang trong công đoạn là sửa chữa ghe, nhưng mà mình cũng có đến cập nhật được. Sửa ghe cũng hoàn thiện rồi, vì là khâu chét chai. Đây là toàn cảnh chiếc kiện ngon chùa Chầu Vít Thơ Mây như vậy. Là sửa chữa hoàn thiện 90%. Thay phần công hết luôn vậy, công đào và công đái thay lại hết. Mình sẽ review hoạt động viên ngắn thôi. Đây là chùa, đây là do nhà chùa tự vẽ luôn cái gì, chứ không có mướn thợ vẽ nha. Nhà chùa tự vẽ luôn và phối màu mình luôn. Từ tựa bộ văn này của Chầu Vít mới có đẹp quá, phải nét tựa như hình như chùa bốn mặt của xã Phú Tân. Biểu tượng con thỏ nè, biểu tượng của chùa Chầu Vít mới, của Chầu Vít mới vẫn là con thỏ như cũ. Đây có phần tương đương với chùa bốn mặt. Biểu tượng của cái chùa là hình con thỏ luôn à. Thì Chầu Vít mới hoàn thành cũng đạt khoảng 80% rồi. Cái sư cũng đang vẽ. Là chùa Chầu Vít mới như vậy, còn được gọi là chùa Chầu Vít Thơ Mây. Con đoạn đang lên vai vàng được 90%. Cái này nó nghe chưa xong trước rồi đó, chưa hoàn thành đó. Chưa xong nữa. Không thấy đèn nào cả. Nước nạch quá rồi, chiều á thì khô gan luôn, chiều á thì nó khô cổng ẩn. Tại biết sao, nãy thấy bóng đèn rồi, thấy bóng đèn mới rồi, thấy cái mới thả lại rồi, thì nó nước chập rồi. Mới được có khoảng 30 anh em vợ cả. Vậy thì thông tin mà được biết thì cái ngôi chùa Chầu Vít mới cũng đã có tập nhiều quá vậy. Tập giật như vậy. Tập nhiều mới thấy tập phai không tập ít à. Tại đi chân gian mới tập á, cũng ra tập hơn người ta à. Tập nhiều quá rồi. Nói chung chứ mình lợi thế hơn, tập dưới ghe lợi thế hơn. Tập bơi hoài luôn đi, không có gì hết chứ, mà bơi cho xa chút là thấy nó ngon rồi, đều dầm đấy là ok. Vâng, vâng. Không có ghe. Được cũng dễ. Rồi xuống ghe, người mới có lỡ ngửa gì cũng sửa, thật sự. Rồi bén, bén ghe nó bén dễ. Dễ hơn ha. Còn ở trên kho đây. Có đi chuyên gia không? Còn đâu nè, mới dừng ảnh nè. Còn ở trên bờ không rồi xuống ghe được 2-3 lần cái đi bơi à. Chưa có ghe nghiêng qua nghiêng lại rồi bơi khó. Thì năm nay cũng được sửa lại một đẹp. Chùa Chầu Vít mới mà rất là đẹp luôn. Có nhà chùa tự quẻ. Sư dễ cũng là. Sư dễ. Cũng được tốn kinh phí nha. Tốn kinh phí chút. Tự vẽ còn muốn thảo giờ cũng 10 triệu á, đâu 10 triệu á, đâu hết đâu á. Đây mình sẽ review một dòng toàn cảnh cái chiếc kiến ngon chùa Chầu Vít mới đây gửi đây cho chú anh chị. Lâu rồi mình cũng không lên đây để cập nhật cái chiếc kiến ngon chùa Chầu Vít mới, thì hôm nay mình
đến đây cũng gặp sư cũng đang quẻ những nét cái văn chỉ kèn ngon là phương tiện thi đấu của chùa mình không vậy, cũng là gọi là vật tâm linh của cha bổn chùa bổn tự vậy. Đây là cái ngôi chùa Sư Bích Thâm Mây thuộc ấp Sinh Đá, xã Hội Đặc Kiện nha, xã Hội Đặc Kiện. Bông mai, bông mai, bông mai. Đây cũng là một đại diện của huyện Châu Thành nữa. Đẹp tới quý tầm đấy em. Nâu, nâu bào biết tầm. Đây là toàn cảnh đây. Ba. Ba. Sư được dễ mà ha, rất đẹp. Đây cục bút mới, cục bút mây, khung hồ đặc kiện, sọc tu thân, các sức chạm. Lưu lại những cái tấm ảnh để gửi đến cái chính trị của các bạn nha. Là do thợ tài đến từ bên nó chắc cái mây. Ông chế cánh vô á. Có mẫu nhỉ, cái này là tạo theo mẫu để rất là đẹp luôn. Đường ngày biến đấy thấy. Nét tương đương tương đồng với chiếc kiên ngò chủ bốn mặt. Hôm nay mình cũng review một đoạn video ngắn thôi để gửi đến cô chú anh chị và các bạn về cập nhật những chiếc ghe là sẽ chữa hoàn thiện như thế nào để gửi đến cô chú anh chị để nhằm để chuẩn bị cho lễ hội festival lần thứ 6 toàn dùng của tỉnh Sóc Trăng. Giải quy mô quy tụ khoảng 60 đội ghe đến từ các tỉnh luôn, trong và ngoài tỉnh. Đây là công đoạn chuẩn bị của các đội ghe vì mùa giải sắp tới này. Đó, có tên chùa như bản tên này. Chùa Châu Quýt mới, còn được gọi là chùa Châu Quýt Mây theo tiếng dân tộc. Quý vị thấy cái nét về dân của chùa Châu Quýt rất là sắc sảo, có những cái nét rất là sắc sảo. Đây là do nhà chùa tự vẽ này. Biểu tượng của chùa là thỏ như vậy, thỏ ngọc.
này cũng review một đoạn dừa nữa thôi. Sư cũng đang vẽ, đang trong công đoạn vẽ, hoàn thiện khoảng đây để tác nghiệp đến gửi đến quý vị khán giả mình được xem buổi video đi được chất lượng hơn. Mong là cô chú anh chị và các bạn mình cũng đồng hành với kênh nhé. Đây là công đoạn chùa Chú Ích Mây đã hoàn thiện khoảng 90% này. Đây là con cá nét đẹp vì cái ngọn chùa Chú Ích Mây, họ được gọi là chùa Chú Ích Mây, chiếc này rất là thon nha mọi người. Cũng cập nhật một số ảnh nhỏ nhỏ sẽ gửi đến quý anh chị thôi. Thì hôm nay mình cũng muốn review một đoạn video ngắn thôi. Khô gan luôn. Cái bộ đánh ở đây đi. Đừng quên tụng nằm ở tụng đúng rồi. Quay quay quay. Máy quay slow. Slow bằng nhầm. Tụng cho mình slow là hơi á. À tụng cho slow là hơi á. Tụng cho slow là tụng là xin lỗi đó. Ai tụng có cái bừng bừng mình cửa đứng là hơi. Rồi không tám mà quay không tám mà đi quay vậy đó không chỗ đây không luôn không mà quay đồ không tám nha bay mũi ờ lấy tiền hai lấy tiền lấy tiền lấy hai ngàn luôn rồi leo cà phê chơi bạn này bọn làm bạn này có đâu uống cà phê ác luôn rượu chơi bay mũi luôn không làm vậy đó ba mũi. Đi dừng cua mặn ngay đấy cụ. Cua mặn ngay, ngay đấy. Trong mặt ba là trong mặt tết đấy. Thì cái này theo cua sư cho biết thì quẻ là đường một kinh phí đấy. Bọn chợ qua dừng mặt khác dừng thế này là ai cái đâu chen lọc lén mà dừng cua thì cũ dừng cua chen lọc lén đấy nhưng ôi cầu thủ một trong ra thì đâu ấy được đấy u mấy triệu ra được nuôi chợ đấy thì cua kia chắc bằng đồng tiền thì sự đúng mà cái gì từ vẽ nó đẹp mà qua văn này thì nói chung nó tựa giống như bốn mặt nhưng mà không có giống đâu chỉ là tựa thôi tựa như bốn mặt thì đầu lái thì luôn giống như là bông mai với ăn co bông mai ăn co không cái này là tựa cái khúc giữa thôi khúc giữa đây còn đầu lái là khác hết đầu lái thì có nét khác hết cái tông màu khác màu này xuống nước tươi lắm màu này. Xuống nước là tươi đây là video mình đến đây cũng tạm gác lại nhé thì mình cũng review và cập nhật cái chỗ bích mới để gửi đến cho chú anh chị thôi. Thì chiếc ghe này cũng hoàn thành khoảng 90% thôi, cái cầu vo văn. Đây là giờ sư về anh em trong vườn nông viên cũng tiếp chùa để quẻ hay gì. Đây là mọi thứ của mình đã sắp hoàn thiện rồi, cái chùa Chú Ích Mây. Video mình đến đây cũng tạm gác lại nữa. Vừa tiếng ấy cái cụ ấy
đúng chính xác. Thì cũng dễ từ từ thôi, xây cũng nhà chùa tự dễ thì mấy mà thầy sư làm từ từ nhé. Đang trung sư cũng chia sẻ là nhà chùa cũng thiếu phật quý đúng không? Đúng rồi, đúng tự dễ. Những video mình kết thúc tại đây như vậy và hẹn gặp lại cùng chương trình những video tiếp theo của kênh. Cuối lời thì kênh Hoàng Tạo TV kính chúc cô chú anh chị và khán giả và quý vị thật nhiều sức khỏe nha. Ôi đâu. Ôi tàu ơi. Ôi chị. Ngạch nhá. Cứ để em đi. Những cái nét tiếng đọc là tôi là bạch. Ừ. Bạch lưu, bạch đi sắc bọt. Đẹp của thẹt đây mà không biết em có bộ đây. Không biết sắc của đá. À, buồn thẹt thì ca. Và tu, tại tu, ca. Tại cô.